Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về khái niệm về phần cứng và phần mềm. Thì quá trình mà chúng ta làm quen với máy tính thì cái việc mà đôi khi chúng ta nghe là phần cứng và phần mềm. Thế phần cứng và phần mềm khác nhau ở chỗ nào? Thì các bạn nhìn trên hình, các bạn sẽ thấy được là cái hình đầu tiên thì các bạn sẽ thấy được đây là một cái mainboard, hay là tiếng Việt người ta hay dùng từ là bo mạch. Thì trên cái bo mạch này nó có rất là nhiều những cái chip, chỗ khe đựng chip, rồi các khe đựng RAM. Thì cái bo mạch chủ yếu là nó sẽ là cái nơi mà chứa những cái thiết bị để cắm những cái thiết bị khác vào. Thứ hai, các bạn sẽ thấy là bộ vi xử lý, người ta gọi tắt là CPU. Thì các bạn thấy được cái bộ vi xử lý, cái Intel Pentium này chẳng hạn, trong cái hình này nó sẽ cắm vào cái khe này, cắm vào khe này. RAM thì có thể cắm vào những cái khe này, hai cái khe màu xanh này. Còn đây là cái khe của những cái cắm, dành cho cắm những cái card màn hình hoặc là những cái card âm thanh rời, hoặc là cắt vào màn hình rồi thì có thể cắm vào đây. Các bạn thấy đây là những trên cái màn hình của bạn thấy thì đây là bộ nhớ RAM, thiết bị nhớ, bộ nhớ RAM. Thứ hai là cạc video hoặc cái cạc màn hình, cạc rời. Thứ ba là cạc show, là cạc âm thanh rời, cạc màn. Các bạn thấy được là ổ cứng HDD, nghĩa là đây có ổ cứng lưu trữ dữ liệu, CD-ROM, bộ nguồn, vân vân. Thì những cái thiết bị mà các bạn vừa thấy nó cấu thành nên một cái máy tính. Tuy nhiên những cái thiết bị như thế này người ta gọi là phần cứng, thì nó được cấu tạo nên bằng cách là có thể là các bạn có thể nhìn thấy được, các bạn có thể sờ thấy được, và nó có một trọng lượng, nó nặng bao nhiêu, lạng bao nhiêu ký vân đó, thì các bạn có thể gọi nó là phần cứng. Hay nói một nôm na một cách là nó là một cái vật, mà về tính vật lý thì là nó là một cái được cấu tạo từ những chất liệu. Thì các bạn vừa thấy những cái thiết bị như trên rồi. Thì bây giờ thế, đây là những phần cứng, vậy là phần mềm là những cái gì? Phần mềm chính là những cái như là hệ điều hành của chúng ta này. Rồi chẳng hạn như cái đơn giản nhất mà chúng ta thấy được chính là những cái phần mềm, những cái phần mềm mà chúng ta cài vào máy như là Adobe Acrobat, rồi Audacity. Rồi, phần mềm xử lý âm thanh ha. Rồi phần mềm tính toán, chẳng hạn như chúng ta click vào tính toán thì chúng ta sẽ có đó là những phần mềm Skype, Yahoo, vân vân. Thì các bạn sẽ thấy được là đó là những cái phần mềm game, trình duyệt web, phần mềm nghe nhạc, trình xem ảnh, vân vân và vân vân, hoặc là những cái trình khác, Adobe Reader, vân vân, Word, Excel, hoặc là các chương trình nghe nhạc khác, vân vân. Thì tất cả những cái phần mềm như vậy thì người ta gọi tắt là phần mềm, trong phần mềm, vì nó không có trọng lượng, nó không được cấu tạo vật lý và nó không được cấu tạo bằng chất liệu. Như chẳng hạn như là chất liệu của cái ổ serum là làm bằng nhôm chẳng hạn, và cái vỏ của bộ nguồn là làm bằng sắt chẳng hạn, hay là những cái chân của cái bộ nhớ RAM thì được làm bằng đồng chẳng hạn, vân vân. Đó là những cái phần cứng. Còn phần mềm thì là nó được
chúng ta sẽ định nghĩa phần mềm. Phần mềm là một sản phẩm trí tuệ do con người tạo ra và nó được lưu trữ trong cái bộ nhớ của máy tính. Nó là sản phẩm vô hình và không có trọng lượng. Đó, các bạn có thể là thấy được phần mềm trên máy tính thì có thể chia ra nhiều dạng, chẳng hạn như là các ngôn ngữ lập trình, thứ hai là các hệ điều hành, chẳng hạn như Windows, Linux, Unix, hay Mac, hay hệ điều hành Mac, chẳng hạn hệ điều hành Mac OS thì chạy trên những cái máy MacBook của hãng Apple, Linux chạy trên các máy tính MS-DOS và Windows chạy trên những cái máy tính bình thường, Unix chẳng hạn. Thì các chương trình ứng dụng mà cài vào máy, chẳng hạn như mình vừa giới thiệu, Microsoft Word, trình duyệt web, chương trình sửa ảnh, nghe nhạc v.v. là những cái phần mềm cài vào máy tính. Thì như các bạn thấy được là cái sơ đồ dưới này, các bạn thấy được là ngôn ngữ lập trình nó tạo ra những cái chương trình ứng dụng, nó kết hợp cái chương trình ứng dụng này chạy trên cái hệ điều hành. Rồi, các bạn sẽ thấy được là phần cứng là bao gồm thiết bị máy móc như là RAM, chip, mainboard, card, màn hình, card, âm thanh, ổ cứng. Thì tất cả những cái này đều cần một cái gọi là trình điều khiển. Thì cái trình điều khiển này thật ra nó cũng là phần mềm, nó được cài vào máy dưới sự quản lý của hệ điều hành. Và nó quản cái những cái trình điều khiển này, nó là một cái dạng phần mềm, nó điều khiển phần cứng để phần cứng hoạt động đúng tính năng. Thì các bạn sẽ thấy được, chẳng hạn như các bạn mua một cái cạc âm thanh rời, các bạn gắn vào máy, thì cạc âm thanh nó là phần cứng. Khi nó gắn vào máy, chẳng hạn máy của bạn cài hệ điều hành Windows, thì để cái cạc âm thanh này nó có thể hoạt động đúng đắn trên hệ điều hành Windows thì các bạn cần phải có một cái trình điều khiển, và cái trình điều khiển đó thực ra bản chất của nó là một phần mềm. Phần mềm đó nó cài vào máy dưới phù hợp với hệ điều hành Windows, và cái trình điều khiển đó nó giúp cho cái hệ điều hành Windows đó hiểu được cái cạc sâu làm cái chức năng gì trong máy tính. Và khi chúng ta cài cái trình điều khiển vào rồi thì chúng ta cái cạc sâu đó nó làm đúng nhiệm vụ của nó, là nó chuyên xử lý những cái âm thanh phát ra và thu vào. Một cạc mạng nó cũng vậy, nó cũng cần một cái trình điều khiển để cho hệ điều hành nó hiểu được là cái thiết bị cạc mạng này nó làm chức năng gì, nó phục vụ gì trong máy tính, nó có vị trí gì trong máy tính. CD-ROM cũng vậy, những cái đó nó là những cái thiết bị cần có trình điều khiển. Thì các bạn sẽ thấy được như vậy, chúng ta phân biệt được. Có một cái cách để mà chúng ta có thể chúng ta thường thường nghe tới cái chuyện mà quản lý những cái thiết bị mà đã cài vào máy, bằng cách là chúng ta quay trở lại cái màn hình chính và nhấn vào cái nút cửa sổ. Chúng ta có thể nhấn vào nút search, chúng ta gõ vào device, thì nó sẽ hiện ra là device manager. Là chúng ta click vào đây thì chúng ta sẽ vào được cái mục là cái này nó chuyên quản lý những cái thiết bị mà có trong máy tính của chúng ta. Đấy, như vậy, chẳng như chúng ta máy tính chúng ta là đây là ổ cứng, disk driver, display adapter là cạc màn hình. Thứ ba là các bạn có thể là thấy được cái máy tính của mình có chức năng webcam. Cạc mạng của chúng ta là cái gì? Chip của chúng ta là con chip gì? Chẳng hạn như vậy. Cạc âm thanh của chúng ta là cạc gì? Cạc màn hình của chúng ta là cạc gì? Chúng ta có Bluetooth hay không? Pin của chúng ta thế nào?
và cả âm thanh của chúng ta, nó có cái gì? Audio input and output là ngõ ra và ngõ vào và ngõ ra. Thì qua cái trình Device Manager này, các bạn có thể nhận thấy được trên máy tính của mình nó có những cái thiết bị gì mà máy tính mình đang sử dụng. Thì cái việc mà Device Manager này nó chính là cái dùng để chúng ta quản lý những cái phần cứng mà đang được máy tính sử dụng. Thì đó là cái mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, để các bạn hiểu rõ được cái phần cứng phần mềm. Trong cuộc sống thì thường trong các bạn làm văn phòng thì hay nghe người ta nói là bạn gửi cho mình file mềm. Thì nhiều người lại không hiểu là file mềm là file gì. Nghĩa là ví dụ như các bạn gửi một cái file gì đó là file Microsoft Word mà dưới dạng file .doc, mà các bạn gửi cái file đó qua email cho một người khác thì đó gọi là file mềm. Còn nếu các bạn dùng cái file Word đó, các bạn in ra giấy, xong rồi các bạn đưa một cái tập giấy đó cho cái người bạn của bạn, thì cái đó, cái nội dung trên cái tờ giấy đó được in ra từ cái file .doc đó, từ cái file Microsoft Word đó, thì đó là file cứng. Còn cái file mà .doc bạn gửi qua email thì nó chính là file mềm. Nó được tồn tại dưới dạng một cái file, một cái tập tin được quản lý bởi hệ điều hành, và nó là dạng một cái file từ một cái phần mềm sinh ra, người ta gọi là file mềm. File cứng thì các bạn dùng cái đó in ra giấy chẳng hạn, thì đó là file cứng. Thì các bạn làm văn phòng thường rất là hay nghe những cái từ thuật ngữ như vậy. Thì nếu các bạn có dịp có một cái lần nào đó mà nghe người ta nói file cứng, file mềm, thì các bạn sẽ hiểu được file cứng, file mềm nó như thế nào. Hy vọng là qua cái hướng dẫn, video hướng dẫn này, thì các bạn sẽ hiểu được là thế nào là phần cứng và thế nào là phần mềm. Và quan trọng là ở những cái thiết bị như mình vừa giới thiệu thì nó cần thêm một cái trình điều khiển nữa, thì cái phần cứng nó mới có tác dụng. Như chẳng hạn mua cạp âm thanh về hoặc là mua cạp màn hình về, thì muốn sử dụng được cái cạp này thì phải có một cái phần mềm để điều khiển những cái thiết bị này. Điều khiển ở đây chúng ta dùng từ điều khiển trong một cái, thực ra nó là phần mềm giúp cho hệ điều hành nhận biết được cái cạp màn hình đó hoặc là cái cạp âm thanh đó nó làm cái nhiệm vụ gì trong cái máy tính của chúng ta. Chẳng hạn như các bạn mua một cái máy in về, thì việc đầu tiên chúng ta phải có một cái trình điều khiển. Thì trình điều khiển đó thực ra nó là một cái phần mềm được cái hãng máy in đó nó viết ra để giúp chúng ta cài vào máy. Chẳng hạn chúng ta cài máy tính của chúng ta là hệ điều hành Windows, thì chúng ta sẽ sử dụng cái trình điều khiển, là cái phần mềm được cái hãng máy in đó nó viết ra phù hợp với hệ điều hành Windows, và chúng ta cài cái trình điều khiển đó vào trong máy tính của chúng ta. Và lúc đó nó sẽ giúp cho máy tính của chúng ta nhận diện được cái main mà chúng ta vừa mua, và nó sẽ giúp định rõ cái chức năng, cái giá trị, những cái mà máy in nó sẽ làm phục vụ cho cái việc in ấn của chúng ta dưới sự điều khiển của máy tính. Thì như vậy thì các bạn hiểu được là thực ra thì những cái phần cứng cũng chỉ là phần cứng, nếu nó muốn hoạt động được thì nó phải dựa trên những cái phần mềm, dựa trên những phần mềm để điều khiển, để có thể là định được cái tầm quan trọng, định được cái nhiệm vụ của cái chức năng của cái phần cứng đó hoạt động trên cái hệ điều hành, hoạt động trên máy tính một cách đúng đắn nhất. Thì qua cái hướng dẫn này thì hy vọng các bạn sẽ hiểu được thế nào là phần cứng, thế nào là phần mềm. Chào các bạn.